Các sở kiến hữu vô cùng với các món tướng đều là do phàm phu điên đảo vọng chấp trước. Bậc trí lìa phân biệt, sự vật đã trái nhau, do tâm không sắc tướng, bởi thế vô phân biệt. Các căn đều như huyễn, cảnh giới thì như mộng, năng tác cùng sở tác, hết thảy đều phi hữu. Tục đế có tất cả, đệ nhất nghĩa tuyệt không, vô tính của các pháp gọi là đệ nhất nghĩa. Trong chỗ vô tự tính, nhân vì các ngôn thuyết nên có các vật khởi, ấy gọi là đế. Nếu không có ngôn thuyết, các vật khởi cũng không, trong tục đế không có, chỉ có lời không sự. Pháp điên đảo vô vọng, thật ra không có gì, nếu đảo là thật có, thì vô không tự tính, vì hữu không có tính, mà pháp điên đảo, hết thảy các vật có, đều là bất khả đắc. Ác tập huân nơi tâm, hiện ra đủ các tướng, mê hoặc nói ngoài tâm, vọng thủ các sắc hình. Phân biệt vốn là không, nên phân biệt đoạn được, vô phân biệt sẽ thấy, thật tính chứng chân không. Vô minh huân nơi tâm, nên thấy các chúng sinh như các voi ngựa huyễn cùng cây lá và vàng, như kẻ đau mắt, mê hoặc thấy mau luân, phảng phu cũng như vậy, vọng thủ các cảnh giới. Phân biệt sở phân biệt, cùng người khởi phân biệt, chuyển sở chuyển nhân chuyển, do đó sáu giải thoát. Do nơi vọng kế nên, không điểm không các đế, lại không có sát độ, quá Phật và nhị thừa. Tâm khởi hết thảy pháp, hết thảy xứ và thân, tâm tính thật vô tướng, vô trí thủ các món. Phân biệt mê hoặc tướng gọi là y tha khởi, trong tướng có các tên, ấy là vì vọng kế. Các duyên pháp hòa hợp, phân biệt thành danh tướng, tất cả đều không sinh, gọi là viên thành thật. Mười phương các giác độ, trong chúng sinh Bồ Tát, bao nhiêu pháp, báo Phật, hóa thân cùng biến hóa, đều từ cực lạc giới của Di Đà mà ra. Trong kinh Phương Quả, ở trong kinh Phương Quả nên biết nghĩa bí mật, những gì Phật tử nói cùng của đạo sư dạy đều do hóa thân nói, không phải thật báo Phật. Các pháp không tưởng sinh, cũng không phải không có, như huyễn lại như mộng, như hóa như cản thành. Các pháp do tâm khởi, các pháp do tâm thoát, tâm khởi không cách khác, tâm diệt cũng như thế. Vì chúng sinh phân biệt, các tướng hư vọng hiện, duy tâm thật không cảnh, lìa phân biệt giải thoát. Do phân biệt hí luận, tích tập từ vô thỉ, vì các ác huân tập, khởi cảnh hư vọng này. Các pháp đều không sinh, do tự tính vọng kế, y chỉ nơi duyên khởi. Chúng sinh mê phân biệt không tương ưng, thì y tha cũng dứt. Sở trú giới phân biệt, chuyển y tức chân như. Chớ vọng kế hư vọng, vọng kế tức không thật. Mê hoặc vọng phân biệt, năng sở thủ đều không. Phân biệt thấy ngoại cảnh, ấy là tính vọng kế. Do hư vọng kế ấy, duyên khởi tự tính sinh. Tà thấy các ngoại cảnh, không cảnh chỉ do tâm. Quán sát đúng như lý, năng sở thủ đều diệt. Cảnh ngoài thật không có, tập khí nhiễm ô tâm, mà chuyển có tạo cảnh, khi diệt hai phân biệt. Trí tịnh thuộc chân như, khởi ra cảnh vô ảnh, cảnh thánh khó nghĩ bàn, do cha mẹ hòa hiệp, như da ua trong bình, lại ra ý đủ, khiến tăng trưởng xích bạch. Bế thi và chủ bào, các thứ uế nghiệp sinh, gió nghiệp tăng bốn đại, sinh ra như trái chín, năm cùng năm và năm. Sang khiếu có 9 lỗ, móng răng lông đầy đủ, đủ rồi bèn sinh ra. Mới sinh như phân chủng, lại như người tỉnh ngủ, mắt mở ra thấy sắc. Phân biệt dần tăng trưởng, phân biệt quyết xong rồi, các môi răng hòa hiệp. Bắt đầu phát nói năng như giống chim anh vũ, thuận chúng sinh ý lạc. Ta lập ra đại thừa, không phải chỗ ác kiến, ngoại đạo không thể thọ. Thừa do ta tự chứng, thể suy lường được. Sau khi Phật diệt độ, xin nói ai thọ trì, đại huệ ông nên biết, sau khi ta niết bàn, đời vị lai sẽ có kẻ thọ trì pháp ta trong xứ Nam Ấn Độ. Tỳ kheo danh đức lớn, quyết hiệu là Long Thọ, hai phá, luận hữu, vô, trong thế gian làm rõ, vô thượng đại thừa ta, được sơ hoan hỷ địa, vãng sinh xứ an lạc, trong nghĩa lý duyên khởi, hữu vô đều không thành, trong duyên tưởng tượng vật, phân biệt ra có không, kiến ngoại đạo như vậy, xa lìa pháp của ta, danh tự của các pháp, đã nối nhau nhiều đời. Tập khí, quá khứ, hiện tại, xoay vần cùng phân biệt. Nếu không nói ra tên tất thế gian mê hoặc, vì muốn trừ mê hoặc nên lập ra danh ngôn, kẻ ngu phân biệt khác, mê hoặc nơi danh tự, mê hoặc các danh sinh, ấy là ba phân biệt. Chấp bất sinh, bất diệt, tự tính như hư không, tự tính vốn không có, đấy là tướng vọng kế, như huyễn bóng ảo tượng, mộng bóng gương vòng lửa, như tiếng vang càn thành, ấy là y tha khởi, chân như không bất nhị, thật tế cùng pháp tính, đều không có phân biệt, ta nói là viên thành, ngữ ngôn thuộc về tâm, hư vọng xa nhị biên, tuệ phân biệt thật đế là tuệ không phân biệt, nơi người trí mới hiện, nơi người ngu không hiện, cái hiện nơi trí ấy, hết thảy pháp không tướng, như chuỗi đeo vàng già, kẻ ngu cho là vàng. Các pháp cũng như vậy, ngoại đạo vọng suy lường, mọi pháp vô thủy chung ở nơi tướng chân thật. Thế gian đều vô tác, vọng kế không hiểu được, các pháp trong quá khứ, vị lai, hiện tại, hết thảy pháp như thế, tất cả đều không sinh, do các duyên hòa hợp nên nói có các pháp. Nếu lìa sự hòa hợp, không sinh cũng không diệt, mà các pháp duyên khởi, một khác đều không có. Lược nói là không sinh, nói rộng là không diệt, một đằng bất sinh không, một đằng là sinh không. Bất sinh không là thắng, sinh không tất diệt hoại, chân như không thật tế, niết bàn cùng pháp giới. Các thứ y sinh thân, ta nói là dị, nơi các kinh luật luận khỏi phân biệt về tịnh. Nếu không hiểu vô ngã là theo lời vô nghĩa, chúng sinh vọng phân biệt, sở kiến như sừng thỏ. Phân biệt tức mê hoặc, như thú khắc đuổi bóng, do nơi vọng chấp trước mà khởi ra phân biệt. Nếu lìa nhân vọng kế, tức không khởi phân biệt. Đại phương quảng sâu xa, biết các có tự tại. Ta vì Bồ Tát nói, không việc phải vì thanh văn, ba cõi không vô động, xa lìa ngã, ngã sở. Ta vì các thanh văn, nói tổng tướng như thế, không trước hết thảy pháp, đi một mình tịch tịnh, tư niệm bích chi quả. Ta vì duyên giác nói, thân là y tha khởi, mê hoặc không tự thấy, phân biệt tự tính ngoài mà khiến tâm vọng khởi, nhờ chứng nhờ gia trì, do sinh vào các loài. Do có được trong mộng, ấy bốn thứ thần thông được trong mộng, cùng do oai lực Phật. Hay do sinh các loài đều không phải báo đắc, do tập khí quan tâm nên bóng tợ vật khởi. Kẻ phạm ngu chưa hiểu cho nên nói là sinh, do nơi vọng phân biệt, khi còn thấy ngoại tướng thì còn tăng thêm vọng, vì không thấy tâm mê. Vì sao nói có sinh mà không nói sở kiến? Khi không vật mà thấy, nói cho ai? Vì sao? Thể tâm vốn thanh tịnh, ý cùng ý các thức, do tập khí thường huân mà làm các uế loạn, tạng thức xa lìa thân, ý bèn tìm đường nẻo, thức bày tạo cảnh giới, thấy rồi tham nắm giữ, sở kiến đều do tâm, ngoại cảnh bất khả đắc. Nếu tu quán như thế, xả vọng đạt chân như, cảnh giới của định chứng, nghiệp cùng oai lực Phật. Ba thứ bất tư nghỉ, số khó lường của trí, quá khứ vị lai ngã, hư không cùng niết bàn, ta tùy thế tục nói, chân đế liễu văn tự. Nhị thừa cùng ngoại đạo, cùng y chỉnh các kiến, mê hoặc lý duy tâm, vọng phân biệt ngoại cảnh, La Hán bích chi Phật, cùng với trí giác Phật, trùng tử đã thành tựu, mộng thấy Phật quán đảnh, huyễn tâm tịnh tịnh đến. Vì sao nói hữu vô? Ở đâu nói cho ai? Cớ gì nguyện Phật giải? Vì kẻ mê duy tâm, ta nói huyễn hữu vô. Khi sinh diệt tương ưng, tướng sở tướng bình đẳng, ý thức tên phân biệt, cùng với năm thân thức, như bóng hình trôi chảy, từ tâm khởi trùng tử. Nếu tâm cùng với ý, các thức thân không khởi, thì được ý sinh thân, lại được đến Phật địa. Các duyên cùng ẩn giới, tự tướng của nhân pháp đều do tâm bày ra, như mộng cùng mao luân, quán thế gian huyễn mộng, y chỉ nơi chân thật lìa các tướng, lại lìa nhân tương ưng, cảnh chứng của bậc thánh, thường trụ nơi vô niệm, mê hoặc nhân tương ưng, chấp thế gian làm thật, hết thảy hí luận diệt, thì mê hoặc không sinh, mê theo pháp phân biệt, si tâm thường hiện khởi, các pháp không vô tính, nói thường hay vô thường. là kiến của sinh luận, không phải vô sinh luận, nhất dị câu bất câu, tự nhiên cùng tự tại, thời vi trần thắng tính, duyên phân biệt thế gian, thức là giống sinh tử. Có giống nên có sinh, như họa đương nơi tướng, biết rõ tức liền diệt. Thí như thấy người huyễn mà có sinh tử huyễn, và ngu cũng như vậy, do si có buộc mở. Hai thứ pháp trong ngoài cùng các nhân duyên kia, kẻ tu hành quán sát đều trụ vô tướng. Tập khí không lìa tâm, cũng không cùng với tâm, tuy tập khí trói buộc, tướng tâm không sai khác. Tâm như áo sắc trắng, bị tập ý thức nhiễm, cấu tập làm ô uế, khiến tâm không hiện rõ. Ta nói như hư không, không hữu cũng không vô, đẳng thức cũng như vậy, hữu vô đều xa lìa. Nếu ý thức truyền y, thì tâm lìa cấu loạn, ta nói tâm là Phật, đã rõ hết thảy pháp, đoạn dứt ba tương tục, lại nơi bốn cú, hữu vô đều xa lìa. Các hữu thường như huyễn, bảy địa do tâm khởi, nên có hai tự tính, hai địa cùng Phật địa, chính là tiên thành thật. Dục sắc, vô sắc giới, cùng với cõi Niết Bàn, đều ở nơi thân này, đều là cảnh giới. Khi còn có sở đắc thì còn mê hoặc khởi, nếu biết tự tâm khởi thì mê hoặc không sinh. Ta là hai thứ pháp, các tướng và thực chứng, dùng đủ thứ nguyên tắc mà phương tiện lập thuyết, thấy các thứ danh tướng là mê hoặc phân biệt. Nếu lìa xa danh tướng là tính tịch cảnh thánh, do phân biệt năng sở, tất có tướng vọng kế. Nếu lìa phân biệt kia, tự tính là chỗ thánh, tâm đã được giải thoát là chân lý thường tồn. Chủng tính và pháp tính, chân như lìa phân biệt, đã có thanh tịnh tâm thì có tạp nhiễm hiện, không tịnh tức không nhiễm là chân tịnh của thánh. Thế gian do duyên sinh, tăng trưởng thêm phân biệt, quán nó như huyễn, khi ấy tức giải thoát. Các thứ ác tập khí cùng với tâm hòa hiệp, chúng sinh thấy ngoại cảnh, không thấy pháp tính tâm. Tâm tính vốn thanh tịnh, không sinh các mê hoặc, mê do ác tập khởi, cho nên không thấy tâm. Mê hoặc tức là chân, chân không ở chỗ khác, không nơi hành phi hành, cũng không thấy nơi khác. Nếu quán các hữu vi, xa lìa tướng sở tướng thì đã lìa các tướng. Thấy hết thảy đều là tâm, an trụ nơi duy tâm, không phân biệt ngoại cảnh, trú sở duyên chân như. Vượt quá ngoài tâm lượng, khi siêu đến tâm lượng, cũng siêu đến vô tướng. Đã trú ở vô tướng, không thấy cả đại thừa. Hành tịch không dụng công, tỉnh tu các đại nguyện. Trí tối thắng vô ngã, vô tướng nên không thấy, hãy quán tâm sở hành. Lại quán trí sở hành, quán thấy tuệ sở hành, nơi tướng không mê khổ, khổ đế thuộc về tâm. Tập là cảnh của trí, diệt đạo và Phật địa đều là cảnh của tuệ, đắc quả và niết. Cùng với tám thánh đạo, khi biết các pháp ấy là trí Phật thanh tịnh, nhãn căn cùng sắc cảnh, không minh và tác ý, nên khiến từ tạng thức sinh nhãn thức chúng sinh, năng sở thủ, thủ giả, mỗi thứ đều không có, không nhân vọng phân biệt, ấy là kẻ vô trí. Danh nghĩa không sinh nhau, riêng danh nghĩa cũng thế, do nhân vô nhân sinh, đều không ngoài phân biệt. Vọng nói trụ chân đế, tùy kiến giải bảy nói, một tính năm không thành, xa lìa nơi đế nghĩa, ý luận về hữu vô nên vượt các ma ấy. Khi đã thấy vô ngã, không vọng cầu các cõi, chấp tác giả là thường, chú thuật hương tranh luận, chân đế lìa ngôn thuyết mà thấy pháp tịch tịnh. Do nương vào tạng thức mà có mạt na truyền, dựa vào tâm và ý mà có các thức sinh. Các pháp hư vọng lập cùng tâm tính chân như, định giả quán như thế, thông đạt tính duy tâm. Quán ý cùng tưởng sự, không nghĩ thường vô thường, cùng với sinh bất sinh, không phân biệt hai nghĩa. Do nơi lạn ra, các thức đều sinh khởi, chọn không nơi một nghĩa và sinh hai món tâm. Do thấy duy tự tâm, lìa không lìa ngôn thuyết. Nếu không thấy tự tâm, bị lưới tả kiến trói. Các duyên không từng sinh, các căn không chỗ có, không tham không uẩn giới. Tất không các hữu vi, vốn không các nghiệp báo, không tác không hữu vi, xưa nay không chấp, không buộc cũng không mở. Pháp hữu vô, vô ký, pháp phi pháp đều không, không thời không niết bàn, pháp tính bất khả đắc, không Phật không chân đế, không nhân cũng không quả, không điên đảo niết bàn, không sinh cũng không diệt, lại không 12 chi, biên vô biên không có, hết thảy kiến đều đoạn, ta nói là duy tâm. Phiền não nghiệp cùng thân, quả sở đắc của nghiệp, đều như huyễn như mộng, bản thác bà thành. Vì trụ nơi duy tâm, nên thấy có đoạn thường, niết bàn không các quần, không ngã cùng không tướng, đã nhập vào duy tâm, chuyển y được giải thoát, do ác tập làm nhân, ngoài hiện ra đại địa. Cùng với các chúng sinh, duy tâm không thấy gì, hình bóng thân tài sản, do tập chúng sinh hiện. Tâm không là hữu vô, tập khí, khiến không rõ, cấu hiện ra trong tịnh, không phải tịnh trong cấu. Như mây che hư không, tâm không hiện cũng thế, tính vọng chấp, nói có, nơi duyên khởi tất không. Vì vọng kế mê chấp, duyên khởi không phân biệt, không sở tạo đều. Sắc, có sắc không sở tạo, mộng huyễn ánh cản thành, đều không phải đều tạo, nếu nơi pháp duyên sinh, nói thật cùng không thật, kẻ ấy tất tin theo. Các kiến nhất cùng dị, thanh văn có ba hạng, huyện sinh và biến hóa, và lìa tham sân si. Từ chính pháp sinh ra, Bồ Tát cũng ba hạng, chưa có các Phật tướng, vì nhớ nghĩ chúng sinh mà hiện hình tướng Phật. Các loại tâm chúng hiện đều từ tập khí sinh, các loại hình và bóng như sao mây trời trăng. Nếu đại chủng thật có, sẽ có sở tạo sinh, vì đại chủng vô tính nên không tướng năng sở. Đại chủng là năng tạo, địa thủy là sở tạo. Đại chủng vốn vô sinh nên không sở tạo sắc, sắc giả thật các thứ. Cùng huyễn sở tạo sắc, sắc mộng, sắc càn thành. Sắc nắng là thực tam hạng nhất xiển đà. Năm chủng tính cũng vậy, ngũ thừa cùng phi thừa. Niết bàn có 6 loại, các uẩn 24, các sắc có 8 món. Phật có 24, Phật tử có 2 loại. Pháp môn 108, thanh văn có 3 hạng, các cõi Phật chỉ một. Một Phật cũng như vậy, giải thoát có 3 mạng, tâm điều chú có 4, vô ngã có 6 thứ, sở tri cũng có 4, lìa nơi tác giả, cũng lìa các đối kiến. Trong tự chứng bất động là vô thượng đại thừa, sinh cùng với bất sinh có 8 thứ, 9 thứ, một niệm cùng tiệm thứ. Chứng đắc chỉ có 1, vô sắc giới 8 thứ, tiền sai biệt có 6, các Phật tử bích chi, xuất ly có 7 hạng, 3 cõi tất không có, thường vô thường cũng không, tác nghiệp và quả báo đều như chuyện trong mộng, chư Phật vốn không sinh. Vì đệ tử thanh văn, tâm thường không thấy được các pháp được như huyễn, nên ở nơi các cõi, từ đâu xuất nhập thai, sở sinh và xuất gia, không từ bảo thai sinh, vì chúng sinh lưu truyền, mà nói pháp niết bàn, các đế cùng các cõi, tùy cơ khiến giác ngộ, thế gian các châu rừng. Vô ngã ngoại đạo hành, thiền thừa a lại gia, quả cảnh bách tư nghỉ, các loài tinh tú trăng, các vua các loài trời, loài cảnh thác dạ xoa, đều do nghiệp ái sinh, biến dị tử khôn lường, cũng cùng nhập tập khí, đến khi chết vĩnh tận, lưới phiền não đã dứt. Tiền lúa cùng vàng bạc, ruộng vườn và tôi tớ, voi ngựa và trâu dê đều không nên nuôi giữ, không nằm giường có lỗ, không bôi bùn chát đất, bắt bằng vàng bạc đồng đều không được nắm giữ, ứng khí, vỏ ốc pha lê. Đất đá cùng bằng sắt đầy một lượng ma kiệt, tùy bát ta cho phép. Thường mặc màu thanh tịnh, nhuộm các mảnh rẻ trắng bằng phân châu bùn lá, thành sắc áo ca sa. Con dao dài 4 ngón, có hình nửa mặt trăng, dùng để cắt vài áo. Kẻ tu hành được giữ, chớ học các kỹ thuật, lại không được mua bán. Nếu cần sai tịnh nhân, đấy là pháp ta dạy. Thường giữ gìn các căn, rõ nghĩa kinh luật, không giao thiệp người tục, ấy là bậc tu hành. Dưới cây trong hang núi, nhà thô trong mào mồ, hang cỏ cùng đất trống, kẻ tu hành nên trú trong mồ và chỗ khác, ba y mang theo mình. Nếu khi thiếu áo mặc, có kẻ cho nên nhận. Khi ra đi khất thực, nhìn phía trước một tầng, nhiếp niệm mà xin ăn. Cũng như ong hút mật, chỗ có nhiều người nhóm, có chúng tỷ kheo ni sinh sống với thế tục, đều không nên khất thực. Các vua cùng con vua, quan lớn, kẻ giàu sang, kẻ tu hành khất thực đều không nên thân gần. Nhà có kẻ sinh và chết, nhà bà mẹ, bà con, chỗ tăng ni hỗn tạp, người tu hành không ăn. Trong chùa khói không dứt, thường nấu các món ăn, nếu vì mình mà nấu, người tu hành không ăn. Hành giả quán thế gian, năng tướng cùng sở tướng đều sai lìa sinh diệt, lại sai lìa hữu vô. Quyển 3 chương 10, kệ tụng phần thứ nhì. Nếu những bậc tu hành không khởi các phân biệt, không lâu được tam muội, được thông và tự tại. Kẻ tu hành không nên vọng chấp nhân vi trần. Thời thắng tính tác giả, duyên sinh ra thế gian do phân biệt, các thứ tập khí sinh, kẻ tu hành hãy quán, các hữu như mộng huyễn, xa lìa kiến chấp thường, phủ định và xác định, thân tài sản chỗ ở, không phân biệt ba cõi, không nghĩ việc ăn uống, chính niệm an thân chú, luôn luôn cung kính lễ, chư Phật và Bồ Tát, khéo giải nghĩa kinh Phật, pháp lý thú chân thật, năm pháp hai vô ngã, lại tư duy tự tâm, pháp nội chứng thanh tịnh, các địa cùng Phật địa, hãy là tu như thế, ngồi đài sen được quán đảnh, du hành khắp các nẻo, chán ghét tất cả hữu, đến gò mã chỗ tịnh, tu tập các quán hạnh, có vật không nhân sinh, vọng nói lìa đoạn thường, lại nói lìa hữu vô, vọng chấp là trung đạo, vọng chấp vô nhân luận, vô nhân là đoạn kiến, vì không rõ ngoại vật. Phá hoại lý trung đạo, sợ xa vào đoạn kiến, không xả pháp vào chấp, vừa xác định, phủ định, vọng nói là trung đạo, khi đã rõ duy tâm. Xả lìa hết ngoại pháp, lại lìa vọng phân biệt, như thế hợp trung đạo, duy tâm không có cảnh, không cảnh tâm không sinh, ta và chư Như Lai, nói đó là trung đạo. Dù sinh hay không sinh, tự tính không tự tính, hữu và vô đều không, không nên phân biệt hai. Không thể khởi phân biệt, kẻ ngu nói giải thoát, tâm không biết trí sinh, sao đoạn được nhị chấp. Vì hiểu rõ tự tâm, đoạn được hai sở chấp, hiểu rõ nên đạt được, không phải không phân biệt. Biết rõ do tâm hiện, phân biệt sẽ không khởi. Vì phân biệt không khởi, tâm chân như chuyển y. Nếu thấy pháp khởi ra, liền các lỗi ngoại đạo, niết bàn của bậc trí, không phải là diệt hoại. Ta và chư Phật nói, biết vậy sẽ thành Phật. Nếu lại thêm phân biệt, tức là luận ngoại đạo. Không sinh mà hiện sinh, không diệt mà hiện diệt, biến khắp muôn ức chỗ, liền hiện như trăng nước, một thân làm nhiều thân, đốt lửa cùng dưới mưa, tùy cơ hiện trong tâm, cho nên nói duy tâm. Tâm cũng là duy tâm, phi tâm cũng tâm khởi, thông đạt các sát tướng, tất cả đều duy tâm. Hình tướng Phật thanh văn cùng hiện tướng duyên giác và các hình sắc khác đều nói là duy tâm. Từ nơi vô sắc giới cho đến trong địa ngục, vì chúng sinh hiện khắp đều do tâm làm nên. Các tam muội như huyễn cùng với thân ý sinh, mười địa và tự tại đều do chuyển y thành. Kẻ ngu bị tưởng chuyển, theo thấy nghe hay biết, tự phân biệt điên đảo, bị hí luận làm động. Hết thảy không vô sinh, ta thật không niết bàn, hóa Phật ở các cõi, nói tam thừa nhất thừa. Phật có 36, mỗi loại có 10 hàng, tùy tâm khí chúng sinh mà hiện ở các cõi. Pháp Phật ở thế gian cũng như tính vọng kế, tuy ấy có đủ thứ, kể thực không có gì. Pháp Phật là chân Phật, ngoài ra đều là hóa. Tùy chủng tử chúng sinh thấy hiện thân của Phật, vì mê hoặc các tướng nên khởi ra phân biệt. Phân biệt không khác chân, tướng bất nơi phân biệt. Tự tính cùng thọ dụng, hóa thân cùng hiện hóa, 36 vị Phật đều do tự tính thành, do giống tập huân ngoài mà sinh ra phân biệt. Không giữ cái chân thật mà giữ cái vọng chấp, mê hoặc do nội tâm cùng duyên ở ngoại cảnh. Chỉ hai thứ ấy khởi, không có duyên thứ ba, mê hoặc nơi trong ngoài mà có ra sinh khởi. 62, 18, nên ta nói là tâm, biết chỉ có căn cảnh, tất lìa nơi ngã chấp, rõ tâm không cảnh giới, liền lìa được pháp chấp, do nương nơi bản thức mà có các thức sinh, do nương vào nội xứ mà tự mình hiện ngoài, ngu thường phân biệt, hữu vi cùng vô vi, đều là bất khả đắc, như hoa đốm mau luân, như thành cảnh Thát Bà, như ảo tượng. không có mà thấy có, duyên khởi pháp cũng thế. Ta do ba thứ tâm giả lập căn cảnh ngã, mà tâm ý thức kia tự tính thật không có. Tâm ý cùng với thức, vô ngã có hai thứ, năm pháp và tự tính, ấy là cảnh giới Phật. Nhân tập khí là một, mà thành ra ba tướng như lấy một màu hòa. Tưởng vẽ thấy các hình, năm pháp hai vô ngã, tự tính tâm ý thức ở chủng tính Phật đều là bất khả đắc. Xa lìa tâm ý thức, lìa lại lìa nơi năm pháp và lìa nơi tự tính, đấy là chủng tính Phật. Nếu nghiệp thân ngữ ý không tu pháp bạch tịnh, chủng tính tịnh của Phật tất lìa nơi hiện hạnh. Thần thông lực tự tại, tác muội tịnh trang nghiêm, các thứ ý sinh thân ấy chủng tính Phật tịnh. Chỗ nội chứng vô cấu, xa lìa các tướng nhân, bát địa và Phật địa do Như Lai tính thành. Viễn hành cùng thiện thệ, pháp vân và Phật địa đều là chủng tính Phật, ngoài ra đều nhị thừa.